Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ vừa tổ chức hội nghị truyền thông về công tác đối ngoại và an ninh biên giới cho 100 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Gia Pờ Nôn. Tham gia hội nghị truyền thông, cán bộ hội viên phụ nữ đã được thông tin về tình hình trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, được phổ biến các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo lao động sang nước ngoài, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua tuyến biên giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực biên giới về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác đối ngoại và an ninh biên giới. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ nói không với tín dụng đen với 20 thành viên là hội viên phụ nữ tại làng Bua, xã Gia Pờ Nôn.